chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha tin mừng chúa giêsu kitô theo thanh mạc theo Lời chúa vinh danh chúa khi ấy có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng chúa giêsu rằng lại thầy chúng tôi muốn thấy thầy là một dấu lạ người trả lời thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ nhưng sẽ không cho dấu lạ nào trừ dấu lạ của tiên tri joana cũng như xưa tiên tri joana ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy tới ngày phán xét dân thành ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó vì họ đã nghe lời tiên tri Joana mà sám hối tội lỗi nhưng ở đây có đấng cao trọng hơn Joana. đến ngài phán xét nữ hoàng phương nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó vì bà từ biên thùy của trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô ngài khen Chúa. Anh chị em thân mến, khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng, thì ngài không chỉ rao giảng bằng lời, nhưng cùng với lời rao giảng ấy Đức giê -xu đã thực hiện rất nhiều phép lạ cho dân chúng Những phép lạ mà Đức giê -xu đã thực hiện cụ thể như là Biến nước thành rượu, hóa bánh ra nhiều Xua trừ ma quỷ, chữa các bệnh tật Cho kẻ chết sống lại Và một trong những phép lạ quan trọng nhất đó chính là Đức Giêsu đã chết nhưng tự mình sống lại. Và như vậy, những phép lạ Đức Giêsu thực hiện để làm gì? Ngài muốn nói với chúng ta điều gì? Thưa, Ngài muốn mạ khải cho chúng ta biết rằng Ngài chính là đấng Messia, đấng mà Thiên Chúa Cha sai đến để giải thoát cho con người khỏi ách thống trị của hận thù, của chia rẽ, của sự chết do tội của chúng ta gây ra Và đồng thời mời gọi chúng ta hãy tin vào con Ngài sai đến Và hãy thể hiện niềm tin đó Bằng một hành động cụ thể Qua việc ăn năn sám hối trong đời sống của mình Như vậy chúng ta tự hỏi Những người luật sĩ và biệt phái vào thời Đức Giêsu Họ đòi một dấu lạ từ trời phải chăng là để qua dấu lạ đó Họ nhận ra được Đức Giêsu là một đấng Messia Thưa không Bởi vì bằng chứng trong cuộc sống đã cho chúng ta thấy Rất nhiều lần họ đã chứng kiến những phép lạ Rất nhiều lần trong cuộc sống Họ đã đón nhận được những ơn lành Và không chỉ bản thân họ đón nhận được những ơn lành đó mà thôi mà ngay từ xa xưa cha ông của họ cũng đã đón nhận những ân lành đó bằng chứng cho chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất những người do thái ngày xưa được thiên chúa giải thoát cho khỏi ách thống trị của quân ai cập của bàn tay pharaon đã cho họ trở về đất hứa bằng một cuộc xuất hành vượt qua biển đỏ nhưng mà họ vẫn không tin. Cho nên đối với những người Do Thái vào thời Đức Giêsu cũng vậy. Họ đòi Đức Giêsu một dấu lạ từ trời, không phải là họ tin vào đấng Messiah, bởi vì bản thân của họ ý thức rằng đấng Messiah sẽ đến từ một nơi mà không ai có thể biết được. Còn ông Giêsu này là ai, con của ai, anh em của họ là ai? và cuộc sống của ông giê xu này như thế nào họ biết rất rõ cho nên việc đòi một dấu lạ từ trời chỉ là thách thức thiên chúa và chạy theo thiên chúa chỉ vì những lợi ích trần tục cho những dục vọng của mình mà thôi như vậy chúng ta tự hỏi những thái độ đó trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay còn tiếp diễn hay là không còn tiếp diễn. Tôi thiết nghĩ rằng tất cả những điều đó trong cuộc sống ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn trong đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta cần phải ăn năn sám hối trong cuộc sống của mình. Phải chăng là khi tôi được bình an, khi tôi được sung túc, khi tôi được hạnh phúc, khi tôi được giàu sang thì tôi tôn thờ thiên chúa một cách dễ dàng trong đời sống của mình tôi chu toàn tốt những bổn phận đạo đức của mình và ngược lại khi tôi gặp thử thách tôi không được bình an tôi không được giàu có và thậm chí là khi tôi cầu nguyện chúa không đáp ứng mọi nhu cầu vật chất trong đời sống của tôi thế là tôi không giữ đạo nữa Người ta kể về một cái câu chuyện của một lời cầu nguyện của một người đi buôn mà là đi buôn lậu. Sáng ngày mở mắt thức dậy đọc một vài ba kinh rồi thưa với Chúa rằng: "Thưa Chúa, hôm nay con đi buôn lậu mà Chúa phải cho con buôn được thành công. Nếu mà lỡ quản lý thị trường mà có gặp được con đó thì xin cho nó có mắt như mù." có tai như điếc, có mồm như câm. Để mà con đi được chót lọt, còn nếu mà Chúa không cho thì con về con tẩy chay Chúa luôn, con bỏ đạo, con không giữ đạo nữa. Thử hỏi có phải chăng chính lúc đó người mà chúng ta tôn thờ không phải là Chúa nữa mà chính bản thân của chúng ta là Chúa và chúng ta sai khiến Chúa làm tất cả mọi điều theo cái ý của tôi mà thôi người công giáo của chúng ta phải ý thức rằng tôi giữ đạo không phải vì những của cải vật chất ở đời này mà tôi giữ đạo để đem lại hạnh phúc cho cuộc sống đời đời của chúng ta và quả thật nếu chúng ta nhìn trong cuộc sống hằng ngày của mình thì biết bao những ơn lành mà chúa đã ban cho từng người trong đời sống của mình chúng ta có thể nghe một cái tâm tình cầu nguyện của một người được bình phục họ đã dâng lên chúa bằng một cái tâm tình tạ ơn như thế này lạy chúa chúa đã cho con đôi mắt để con nhìn thấy mọi sự chúa đã cho con đôi tai để con nghe được điều hay lẽ phải Chúa đã cho con đôi chân để con đi khắp cùng nẻo đường trái đất. Chúa đã cho con bàn tay để con bưng bát cơm, cầm một ly nước và làm tất cả mọi sự. Ấy thế dưng tất cả những điều đó khi mà mắt con mù, tai con điếc, chân con què và bàn tay con không làm việc được, con mới cảm thấy tất cả những gì mà Chúa đã ban cho con quả là những phép lạ và những điều rất là lớn lao. Cho nên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn thấy những điều đó từng giây từng ngày trong cuộc sống của mình. Để nhờ đó mà xin Chúa cho mọi người chúng ta biết thể hiện sự tạ ơn Thiên Chúa bằng những nỗ lực sống để qua đời sống hàng ngày sự sám hối của mình tôi không chỉ đem lại một sự bình an cho cuộc sống đời này mà chúng ta đem lại hạnh phúc thật sự cho đời sống mai sau của chúng ta amen